Vòng tay cha mãi xa con một đời,
xa con một đời, bởi con chỉ có một mình cha thôi. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi
con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bình thân với quyền
Nam
Nguyện mười phương chư Phật thiền tự gia hộ tiết độ chương linh lai đáo gia đường tinh pháp văn kinh tông xá mê đồ siêu sanh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thối pháp giới chúng sanh tại thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vong hồn tiêu diêu trần thế giới tôn tiền Như Lai thân thọ trì Như Lai độ Bồ Tát tinh chú yên thiền cõi thân lãnh lễ hướng linh tất tư đã. Cha đi rồi, cha ơi, sao đi quá vội. Nhà mình giờ còn con với mẹ, em gái theo chồng, nghe tin buồn lòng, khóc đứng khóc ngồi. Nay thành mồ côi. Cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu hun hút mắt sâu. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Trời gió thổi buồn thiu, tiếng cha đi ngày nắng tàn con về, chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy. Nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi, kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn thiu, tiếng cha đi ngày nắng tàn con về, chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy. Nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi, kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời
cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đá mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ngàn năm nước chảy đá mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ờ, thỏa
thật tê ăn. Quê quán đường học ba phố con sao phường một thành phố Cà Mau. Vòng Nam mô Câm Lồ Dương Bồ Tát, Nam mô Câm Lồ Dương Bồ Tát. Tiểu A Tai Thiết Tượng Thần Chú, Nam mô Tam Mãn Đa A Bát Ra Đề A Đa Sát Ta Nam Nam Đa Đề Sang Chi Đề Ta Vấn Cha Vấn Cha Viên Đề Ca Đất Kỳ Dệ Ta Ba Nam Khe 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 Hề Hồng Hồng Nhập Phà Ra Nhập Phà Ra Bát Ca Nhập Phà Ra Bát Ca Nhập Phà Ra Đề ta vấn cha ma ba kia đề hạ đa sa ta nằng nằm đa di ta ăn xê xê hê xê hê hồng 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 nhầm và ra nhầm và ra bát ra nhầm và ra bát ca nhầm và ra đề sắc sa đề sắc sa sắc chi đề ta vấn cha vấn cha viên đề ca thân gì vậy ta bà nằng ngồi bát mang ra mẫu đà nằm ma ba kia đề hạ đa sa ta ngồi bát mang ra mẫu đà nằm ra bán ra nhằm và ra để sắc xa để sắc xa sắc chí rì sắc chí rì ta vấn cha ta vấn cha biết hê hồng hồng nhằm và ra bát ca nhằm và ra bát ca nhằm vấn cha biết đệ ca thất nhị dễ ta và nằm hồ tam mạng đa hậu đà nằm ma bát ca để hà đa sa ta nằm nằm đá dị ta vấn cha biết đệ ca thất nhị dễ ta và nằm hồ tam mạng đa hậu đà nằm Yeah.
trà trăm ơn nhị thuần âm ba bình thân giai quyền cùng mất cha rồi đau khổ không ngôi con nhớ gian đi nhớ tiếng cha cười con nhớ tóc bạc màu của cha theo năm tháng con nhớ tình thương cha thương con lay lên cảm như biển Thái Bình cả cuộc đời cha và mẹ là chuỗi hy sinh chi đền đáp công ơn cha mẹ thiện thiền tận phàn quyết nguyện nguồn sanh 1939 pháp danh giác toàn vạn ngư ngày 29 tháng 8 nhâm dần niên U Liên Cô Di 06 phường 1 thành phố Cà Mau vọng hồn nam nghe lời triệu tình lái đau da đường đầy cha nặng ước mong cha ơi đây ngọc ơi đây lòng đây tình còn đồng con thương nhớ ơn nghĩa sinh thành con trả chưa xong khởi thân lãnh lễ hướng linh tạng ba xuống biển lên non trèo đèo lội suối heo mòn lệ rơi thân sơ Phật nắng cha trở thành thói quen phải làm bao nhiêu công việc nặng nhọc chẳng hề than vãn kiện thiền tấn trà khỏi thân lãnh lễ hướng lên à lễ hướng lên tam ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lê Thanh Minh, Lê Thanh Hải, Lê Thanh Bạch, Việt Văn, Võ Công Đức, Nguyễn Nguyên, Ngọc Châu, Lê Viết Thành, Lê Viết Trung Kiên, Lê Viết Quyền, Lê Viết Hiển, Lê Hứa Bảo Trinh, Lê Thị Thanh Anh, Lê Thanh Trúc, Lê Thanh Mai, Lê Thanh Ngọc, Lê Thanh Tâm, Lê Ngọc Việt Hà, Trần Thị Thu Diễm, nữa Lê Hoàng Nguyễn Minh Phúc, Võ Lê Anh Tuấn, Lê Anh Khoa, Nguyễn Lê Trường Vi, Lê Thanh Nhàn, Lê Thanh Hoàng Quảnh Võ, Lê Khanh, Lê Khánh Băng, Lê Khánh Phương, Bùi Quốc Khởi, Quỳnh Quả Thám, Trương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Yến Linh, Lê Hoàng Phán, Lê Thanh Nguyễn, Lê Văn Anh Thư, Trần Việt Việt Ba, Nguyễn Ngọc Ánh, Trân Bảo Anh, Lê Quốc Liệt, Lê Bá Hòa, Lê Bá Hùng, Đức Cố Năm, Nghi Cô Sáu, Lê Thị Hoa, Nguyễn Hữu Thọ, Bằng Dị Bình An, Tư Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bá Phước, Phố Nguyễn Cầm Kỳ, Nguyễn Kỳ Siêu, Trương Linh, Lê Viết Quyện, Quán Sanh 1935, Pháp Danh Giác Thọ, Quảng Ngày 29 tháng 8, Nhâm Dần Niên, Hướng Thọ Bác Thập Thất Tế, địa chỉ đường Hạc Bá Khu Ly Cô Nghi Di, Ba Khóm 6, phường 1, phường thành phố Cà Mau. Nguyện mười phương chư Phật thiện tự tiếp độ chướng linh lai đáo gia đường thỉnh pháp văn kinh tông xá mê độ chúng sanh tịnh độ. Mô A Di Đà Phật. Vong hồn tiêu diêu trên thế giới liên đại sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người,
chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
lúc phải phân ly. Mạnh khăn chăn phụ chăn đầu con chè, tan chu kiền thiền thường ương nhị ba. Thở khó quên
đầy nặng ước mong. Tha thiết chính từ những bát cơm này, cha nuôi anh em chúng con khôn lớn. Ơn nghĩa danh thành chúng con đền trả chưa xong. Thiên phàm biên thuật biên thủy chân ngôn cận đương gì tụng nam mô tát phà la tha nha đa phà lo chỉ đến bà ca tam bà ca hồng nam mô tát phà la tha nha đa phà lo chỉ đến bà ca tam bà ca hồng nam mô tát phà đa phà lo chỉ đế an tam bà ca tam bà ca hồng nam mô tô rô bà gia đa tha nha đa gia đa tha nha đa gia an tô rô bà ra tô rô bà ra tô rô ta bà nam mô tô rô bà gia đa tha nha đa gia giới chư chúng sanh quán vô lượng quang Phật xa, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng thất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vạn lửa nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thi, ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật Phục Nguyện. Di Đà giáo chủ Địa Tạng Năng Nhân, Thư Kim Sắc Tý Di Đề Quề Phong Ngọc Hào Quang, tiếp dẫn phục quỳ hương linh tấn Phật tử lê quyết quyền, thọ tam quy pháp danh giác thọ, hưởng thọ 87 tuổi từ trần ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần. Di nguyện hương linh lai đáo Phật tiền thỉnh pháp văn kinh, tóc xả mê đồ siêu sanh Phật quốc, nhất thành thượng đàn vạn tội văn tiêu. Nguyện hương linh Phật tử lê quyết quyền, pháp danh giác thọ được đắc độ cao siêu. Phổ nguyện cập kỳ an cho tam gia hiếu quyến nam nữ lão ấu hiện tiền, thân xu hương thơi mạng bị bình an, hương linh tiêu diêu trên thế giới, phái ra bảo liên đài nghe trưởng thế tôn tiền à như lai thân thọ kỳ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Chấm bảo mạng khỏi thân lễ tạ hương linh tư ba. Đến đây trước nhất thành tâm
hương linh của ông Lê Viết Nguyễn, môn sinh 1935, thọ trong thế giới pháp danh Giác Thọ, vận sinh ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, tuổi thọ 87 tuổi. Nguyện hương linh của phụ ông được cao đăng Phật quốc. Kính thưa tăng gia bộ quý, kính thưa thầy, kính thưa cô, cuộc đời vốn sanh ký tự nguyên, sanh là cõi tận, pháp là chúng đi về. Ai ai trong cuộc đời này rồi thì cũng đều phải theo quy luật sanh và bệnh chết mà về nơi vĩnh hằng. Kính thưa tăng gia hữu quyến, kính thưa thầy, kính thưa cô, thì hôm nay chư tôn đức tăng chùa Bảo Quang cũng như quý vị Phật tử đến đây một lần nữa xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình, cùng thầy, cùng cô. Cha cháu thì mất đi một người ông, và sống làng mất đi một người bằng hữu, người biết theo đường lành, biết trở về với Phật pháp, biết quy y Tam Bảo. Hôm nay thì đến khi cụ ông theo quy luật vô thường, thì chúng tôi cũng tin rằng với cái phước duyên trong cuộc đời và thứ đến nữa được sự hộ trì của chư tôn đức tăng, chư tăng của những vị Phật tử thành tâm đối nén hương tâm và thứ đến xin tụng một thời kinh để hồi hướng cho hương linh của ông Lê Văn Viết. Và cuối cùng thì một lần nữa xin chia buồn cùng tham gia hương viếng. Nam mô A Di Đà Phật. Đà 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 đà.
Phật
Thank you.
từ nay cha đã gửi xa con mãi mãi. Mạnh thân chắc con ước lệ xót xa, tan vô kiền thiền thường hương lệ hương linh, lệ hương bình thân giai quỳ dương chi tình thủy liên sai thanh hiền tánh thần ba minh đại nhân thiên pháp giới hoàn tâm viên về tội tiêu viên hoa diệm hoa Quang
Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Đại ai chúng Bồ Tát Nam Mô Tâm Tình Đại ai chúng Bồ
thọ tam quy ngũ giới pháp danh khép hòa từ trần ngày hai mươi chín tháng tám năm nhân dần hưởng thọ tam mươi bảy tuổi máu cư công tu. Gia hiếu quyến khởi thân đành lệ bao hiếu phụ thân bình thân giai
đêm qua, lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời. Không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình còn không biết sao để viết thành lời. Ơi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con hơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.